Chào. À, thầy Cao Anh phải không? Vâng ạ. Tôi tên là Phạm Thế Dương, bữa trước con đăng ký coi thử tin Việt Nam ấy. Vâng ạ. Mã Vâng, số của anh là 1221 đúng không? đúng đúng rồi, Phạm Thế Dương sinh ngày 15 tháng 8 năm 68 âm lịch ấy. Rồi, là ngày mùng 6 tháng 10 năm 68. Đúng rồi. Giờ Giáp Tuất 20 giờ. Đấy là khoảng trong giờ đó ấy, tức là cũng gọi là khoảng ấy, đôi khi không nhớ biết là giờ giờ đó hay không, chứ là chỉ nhớ là hôm bà mẹ thì nói là khoảng trong cái từ 7 giờ 9 giờ ấy. Và anh ơi, mệnh của anh là sao cự môn tài mệnh? Anh có số tử vi của mình chưa? Dạ chưa, tức là tôi đăng ký để coi, bảo coi này là mai mốt nha, thầy coi xong thầy gửi vào mail dùng cho thầy giải dùng cho, chứ nhiều lúc nghe vậy chẳng nhớ được. À thế à, thế là anh là có một cái sao cự môn tài mệnh. Cái sao cự môn nó là cái sao khả năng ăn nói rất là tốt. Dạ. À, nghe giọng của anh ấy, cái khả năng bật nói của anh nó rất là tốt, đúng là khao cự môn rồi, chính xác rồi. Dạ. Hai nữa là anh có cái sao tả phù hữu bật chiếu mệnh, nên là anh là người tự tay lập nghiệp. Dạ, rồi đúng có sao đấy, lát qua nằm cung quan lộc chiếu mệnh, nên là anh là người biết rất nhiều thứ. Dạ. Học hành bằng cấp tốt. Đấy. Nhưng mà cái sao cung 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 thân của anh lại cư tài bạch. Nên là người thích làm giàu. Dạ. Thích làm giàu. Thì ai cũng thích làm giàu hết đấy. Không. Có hại chứ nhiều. Có những người thích làm quan nhưng không thích làm giàu. Anh là người thích, đặc biệt thích làm giàu. Đấy. Dạ. Thế thì anh có một cái sao ở cung quan lộc, có cái sao thiên đồng, nên là từ xưa đến giờ là đổi lắm nghề lắm rồi. Dạ đúng rồi. Vâng. Rất nhiều nghề. Rồi. Không nghề nào ra nghề nào. Anh là bách nghệ. Nhưng mà anh biết là anh sẽ thành công nhất là nghề nói đấy. Nghề tức là đi ra ngoài nói trên tại chắc là có được nhiều người tin đấy. Đấy, anh là nghề tư vấn là tốt, bởi vì anh có cái khoa nói tuyệt vời. Nếu ngày xưa anh chọn nghề luật sư hoặc là giáo viên thì anh rất thành công. Dạ. Bởi vì có sao hóa khoa nằm cung quan lộc, thì nếu mà làm nhà giáo thì anh là người thành công rực rỡ đấy. Dạ. Rồi, anh có một cung thiên di rất là đẹp, có sao Thái Dương miếu địa nằm cung thiên di, là người rất thông minh, gặp lộc tồn nữa là đi ra ngoài kiếm được nhiều lộc nhiều tiền. Dạ. Vâng. Anh có một cái chòm sao quả tú cô thần tại mệnh, nên là bản thân anh ấy là người sẽ dễ có phần âm nó bám theo, nó phá phách anh về mặt gia đạo, về mặt như là khắc khẩu với vợ đấy. Tình duyên thì lận đận đấy, và giao thiệp thì cung nô bộc của anh là lúc chẳng lúc chuộc. Đúng rồi, bạn bè kém, cả bè kém, toàn hại mình không. Đúng rồi, sao quan phủ năm đấy là sao bị phản bội rồi đấy. Số hay bị phản bội. Lúc bạn hai mình. Đúng rồi, bù lại thì anh có một cung con rất là đẹp, có tử vi thiên phủ ở đây, là các con anh toàn thành công hết, sinh ra toàn vua hết. Dạ. Không biết được đấy, mà cũng hiện tại thấy cũng thích được thông minh, cũng được, cũng có nhiều tài vật lắm. Con anh tốt mà, trong lá số này đẹp nhất cung con, chúc mừng anh nhá. Dạ. Rồi. Đẹp nhất cung con. Thế còn cung điền trạch của anh thì có thất sát với đại hao đóng ở đấy, thì số phải bán nhà đi ly tán, sau đấy là mới thành nhà tốt được. Dạ, tức là cũng rời quê hương đâu rồi, rồi miền Bắc đi đâu, đi xa rồi. Đúng rồi, để số ly tán ra họ hàng. Bởi vì anh có cung triệt cả phụ mẫu, triệt cả phúc đức, có nghĩa là xa cha mẹ, xa họ hàng. Dạ. Sớm xa cha mẹ, sớm xa họ hàng, anh ạ. Dạ. Đấy, thì về cơ bản 12 cung lá số của anh thì cái cung mệnh là đẹp này, nhá. Cung phụ mẫu là xấu vì triệt, cung phúc đức xấu triệt. Đấy, cung điền trạch thì gặp tuần nên là muộn với có đất cát điền sản lớn. Đấy, cung quan lộc thì gặp tuần nên là thay đổi nhiều lần nghề, ngành nghề. Cung nô bộc thì có quan phủ thiên hình nên là hay bị phản bội. Đúng rồi. Anh được cung thiên di tốt nên là anh càng xa nhà thì anh càng thành công. Đi ra ngoài thì nhiều người nghe lắm, nhiều người quý lắm, nhưng mà bạn bè này, cứ bạn bè thân thì lại hay bị dở hơi. Vâng. Mình giúp nhiệt tình, mình thương người, mà người hại mình. Vâng. Số thế, bởi vì anh có hóa kỵ nằm cung thân. Sau khi sao bị thị phi, sao bị phản bội, sao bị nói xấu, sao bị gièm pha. Thế số anh. Đúng rồi. Mặc dù tài nhưng mà hay bị nói xấu. Mà hay là nhiều cái vật là tài đặt vật nên bị nó bị ghét. Vâng. Đấy, lá số này cũng thế, cung vợ thì thái âm miếu địa thì đẹp, nhưng mà là có đào hoa gặp địa kiếp thiên không ở đấy, nên là tình duyên cũng lận đận. Dạ. Đó. Tình duyên không được triển chu. Dạ. Vâng. Thế là anh có một trai một gái à? Ba con à? Đấy, hai con trai luôn. À, hai trai à? Tốt. Nếu mà đẻ nữa là đứa con gái đó. Đẻ đứa con gái thì có khả năng là ba thì sẽ bỏ đi một rồi. Đúng rồi, anh đứa ba mà, ba bỏ một.
bỏ một, bỏ một. Đó, đúng cô gái. À. Và thế thì vận làm ăn của anh năm nay nó rơi vào cung điền trạch anh ạ, nó có 6 thất sát. Nên là công việc của anh liên quan năm nay nó liên quan đến nhà đất. Và có khả năng lớn là năm nay anh bỏ tiền ra anh mua rất nhiều đất. À, năm nay là năm đầu tư về đất điền sản đất cát của anh. Vâng. Tương đối thuận lợi anh nhá. Tương đối thuận lợi. Nếu anh đầu tư, còn nếu anh không chịu đầu tư anh cứ cầm tiền anh giữ giữ khư khư là anh sẽ mất. Mất ngay tháng 1 này thôi. Đấy, tháng này là có đại hao đấy. Nên là có bao nhiêu tiền năm nay là anh phải chuyển hóa thành bất động sản đi thì anh sẽ thành công. Nếu anh để dưới dạng tiền mặt là anh sẽ mất. Rồi nha. Tháng 1 âm là tháng đầu tư là được rồi. Tháng 2 âm là tháng công việc có nhiều thay đổi chuyển biến. Rồi. Và học được rất nhiều thứ. Nhưng mà chưa được tốt lắm. Tháng 3 âm thì công việc rực sáng, tốt nhưng mà cẩn thận đề phòng bạn nó lại phản cho. Tháng 4 âm là tháng tốt nhất của anh, là tháng đi ra ngoài có nhiều lộc, tiền vào một cách bất ngờ. Tháng này muốn đầu tư kinh doanh gì cũng làm được tốt hết. Tháng 5 âm là tháng có anh sẽ làm những cái việc mà mạo hiểm một chút nhưng mà rất thành công. Làm ăn lớn. Tháng 6 âm thì thành công những công việc trong quá khứ và bắt nhưng mà tháng đấy là hay cãi nhau với vợ rồi hay bị mắc thị phi một tí nhưng công việc thì vẫn thành. Tháng 7 âm thì tháng thu được nhiều tiền về, tốt. Tháng 8 âm là tháng mà trục trặc với vợ. Trục trặc với vợ nhưng công việc thì vẫn tiến triển rất tốt. Tháng 9 âm thì kinh doanh buôn bán nhộn nhịp, có nhiều phương án sinh lời, tốt. Tháng 10 âm cũng là một tháng tốt, thu được nhiều tiền bạc của anh. Cẩn thận trao kéo. Tháng 11 âm thì lo lắng cho cha mẹ việc gì đó không tốt, sức khỏe kém. Tháng 12 âm là tháng lo lắng cho họ hàng và tháng có nhiều chuyện không vui từ dòng họ báo cho mình. Nha. Đó, đây là những tháng 12 tháng trong năm 2016 của anh để anh à 17 của anh để anh kết hợp để anh làm việc làm ăn nhá. Thế còn về lá số này muốn cải mệnh ấy, thì bản thân vận mệnh anh là tốt rồi nhưng mà anh phải cải cái hai cái sao cô thần quả tú nó chiếu mệnh đi vào vòng thần đi, như là anh ấy là bị một cái người âm mà bị đau hàm, đau quay hàm này, họ bị đau mặt đau hàm này nó ám vào anh nên là anh thường sẽ khi mà nói nhanh ấy thường rất khó chịu, nó bị căng cái dây hàm này, đó cứ cảm thấy người giật giật kéo kéo và cảm thấy đau 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 miệng lắm, đau đau cái xương hàm. Đó là do phần âm, cái người âm mà đi theo anh họ bị cái bệnh đấy. Nó cản trở cái khả năng ăn nói của mình và không thuận lợi. Rồi hay bị thị phi là do cái việc đấy nhá. Đấy, anh có điều kiện thì giải cái vong linh ấy đi, là một. Vậy thì bây giờ muốn giải cái vong linh này làm thế nào thầy? Muốn giải vong linh này thì thầy sẽ hướng dẫn, gửi cho anh một cái tin nhắn hướng dẫn anh nhá. Để anh cầu siêu siêu thoát cho họ. Sau siêu thoát cho họ rồi thì anh sẽ tốt. Đấy, anh có thấy cái cảm hàm bên bên tay phải của anh ấy lúc nào cũng thấy đau đau nhói nhói không? Dạ. Đó, thì do cái vong linh nó bị như thế. Họ cản sợ cái sự nói của anh. Mà anh là nghề nói mà người ta cản trở như thế thì làm cho mình không được may mắn. Dạ. Đó, thế còn cái việc thứ hai nữa là cung phúc đức của anh có sao thiên lương để gặp triệt, gặp cả địa không, địa kiếp chiếu vào ấy. Thì nếu có điều kiện thì anh làm một cái lễ để giúp cho gia tiên nhà anh siêu thoát hết. Rồi việc thờ cúng chiến chu đáo để cho gia tiên nhà anh về phù hộ độ trì cho con cháu rồi cho anh nữa thì anh còn tốt nữa. Dạ, nếu có thì thầy cũng hướng dẫn luôn để có gì em cũng làm luôn thầy. Vâng. Đấy. Thì hai cái đấy là anh đều vướng vào việc âm hết chứ còn việc trần thì lá số của anh đều tốt và cũng không phải di cung hoán số gì cả bởi vì số mệnh của anh cũng rất là đẹp. Dạ. Vâng. Nhưng mà em là ở quê quê gốc ở Mai Thái Bình nhưng mà sống trong trong Khánh Hòa đấy nhưng mà cái điều kiện xa thôi, thế thì thầy có thể là hướng dẫn một cách nào thuận lợi nhất để ví dụ làm những cái thủ tục đấy để cho phần âm tốt hơn hoặc là làm những cái phần về cái cô thần ám ở thân thì thầy có gì thầy cứ phải gửi vào mail dùng cho em để em biết hướng được. Rồi thầy sẽ gửi email cho nhá. Dạ. Còn cuộc đời về 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 sau này có tốt đẹp gì không hả thầy? Cuộc đời của anh thì về các đại vận thì từ năm 52 tuổi trở ra thì anh tốt lắm. Dạ. Vâng, thì cái vận đại vận từ 42 trở ra anh đang gặp sau tuần nó đóng vào cung quan lộc nên là làm nó vẫn bó buộc, nó vẫn chưa thoát hẳn được.
Nhưng mà từ năm 2 trở ra thì anh rất hanh thông vì cái tròm vũ khúc miếu địa nó làm cho, rồi tham lang hóa lộc nữa nó chiếu vào, rồi tử vi thiên phủ từ cung con nó chiếu vào, nó làm cho anh rất thuận lợi. 62 tuổi trở ra, cái đại vận 62 tuổi trở ra thì anh quá tuyệt vời, bởi lúc đấy là tiền đến một cách thụ động và rất là lắm lộc tốt. 72 tuổi trở ra sức khỏe mọi thứ vẫn đang tốt, 82 tuổi trở ra vẫn đang tốt, 92 trở ra vẫn đang tốt. Nghĩa là anh là người sống gần trăm tuổi, hơn trăm tuổi, anh sống lắm, rất thọ. Chỉ sợ sau này tuổi già nó khổ, mới sợ cái tuổi trẻ sợ không sợ. Vâng, ta chịu đựng được. anh là người thọ hơn trăm tuổi đấy. Vâng. Rồi, anh còn hỏi gì nữa không? Để thầy gửi cho anh cái file này. Đấy, có thầy gửi gửi cho em là những cái hướng dẫn như thế nào thì em một là em sẽ tìm cách em liên lạc với thầy, hoặc là nhờ thầy có thể giúp em mấy cái phần ví dụ về âm phần về về các cụ tổ tiên hoặc là đó kia, thì em cũng vẫn là quan tâm với việc thờ cúng các cụ lắm, rồi. Kể cả làm chỗ thờ cúng thì nhà cửa để cho thờ cúng rất là cũng quan tâm, nhưng mà nhiều lúc là có những cái mình không thể biết được rồi. Như thế nào ấy, rồi. Thì thầy có thì giúp em để cải vận mệnh để con cái sau này nó thành đạt ấy. Con cái anh mệnh thành cuộc đạt là đời cái chắc thì rồi, bởi vì con cái của anh có tròn liêm trinh thiên phủ thì quá tuyệt vời. bởi vì có hai cháu trai, một đứa năm Đinh Sửu 97, một đứa Quý Mùi 2003 mà. Đúng rồi. Và rồi nhá, thầy sẽ gửi cho video này cho nhá. Vâng, có thầy gửi dùng cho em để nhiều lúc mà thầy nói thoáng qua em cũng quên hết, thì nó cũng phải để cho em ghi vào trong đấy để cho em nhớ được mà. Rồi, ok. Để em thầy giúp em nhé. Rồi, em cảm ơn thầy. Rồi. Vâng.